Chào mừng các em đến với tiết ôn tập môn giáo dục công dân chính học kỳ 1 do giáo viên Phạm Thị Thúy An hướng dẫn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thống kê lại các cái nội dung mà chúng ta cần ôn tập trong học kỳ 1. Gồm nội dung thứ nhất là trí công vô tư, thứ hai là tự chủ, thứ ba là dân chủ kỷ luật, thứ tư là bảo vệ hòa bình và thứ năm là tình hữu nghị với các dân tộc trên thế giới. 6 là hợp tác cùng phát triển, thứ 7 là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, và thứ 8 là năng động sáng tạo, và thứ 9 là làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả. Chúng ta sẽ thống kê lại một số những khái niệm. Trí công vô tư đó là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện sự công bằng, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Phẩm chất làm chủ bản thân, làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm, hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, bình tĩnh, tự tin, biết điều chỉnh hành vi của mình. Đây là phẩm chất gì các em? Chúng ta nhớ lại và trả lời cho cô, đây chính là phẩm chất của tự chủ. Mọi người được làm chủ công việc của tập thể, của xã hội, được biết, được bàn bạc và được cùng tham gia, góp phần giám sát công việc chung của mình. Đó là phẩm chất dân chủ. Tuân theo những quy định của tập thể, cộng đồng và một tổ chức xã hội nhằm tạo ra sự thống nhất về hành động để đạt được chất lượng hiệu quả trong công việc vì mục tiêu chung, đó chính là kỷ luật. Giữ gìn cuộc sống xã hội bình yên, dùng thương lượng để đàm phán giải quyết các mâu thuẫn, không để xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang là khái niệm về bảo vệ hòa bình. Thì tình hữu nghị là gì? Tình hữu nghị đó là mối quan hệ bạn bè thân thiện với nước này và nước khác, ví dụ như quan hệ giữa Việt Lào, quan hệ giữa Việt Nam và Cuba. Hợp tác cùng phát triển là gì? Hợp tác cùng phát triển đó là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc hoặc lĩnh vực nào đó vì mục đích chung. Vậy những giá trị tinh thần được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đây chính là khái niệm về truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Vậy năng động là gì? Năng động chính là tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm. Còn phẩm chất sáng tạo, chúng ta nhớ lại khái niệm mà chúng ta có thể nhận phát biểu cho cô là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần, hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó, phụ thuộc vào những cái đã có. Vậy tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao cả về nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định, đó chính là cách làm việc như thế nào nè. Đó chính là cách làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả. Trên đây là cô đã thống kê lại một số những cái nội dung về khái niệm mà chúng ta cần phải nắm bắt trong tất cả các nội dung của chương trình học 1. Tiếp theo chúng ta có một cái trò chơi, cô sẽ ôn tập lại ngoài những cái kiến thức ôn tập mà cô gửi đến các em bằng cái đề cương bằng văn bản. Chúng ta sẽ có một số những cái câu hỏi ôn tập thêm trên chương trình này để chúng ta có thể mở rộng kiến thức hơn, hoặc là các em sẽ củng cố lại ngoài những cái tình huống đó thì những cái góp những cái tình huống tương tự. Đầu tiên đó là trò chơi ai nhanh nhất. Trò chơi ai nhanh nhất này là chúng ta chủ yếu ôn tập về phần lý thuyết trắc nghiệm nha các em. Ý kiến nào dưới đây là đúng khi nói về trí công vô tư? Sau khi đọc xong 4 đáp án, chúng ta hãy suy nghĩ và trả lời cho cô nhanh nhất, đó chính là ý kiến nào? Ý kiến C là đáp án đúng, trí công vô tư là phẩm chất tốt đẹp của người công dân. Em đồng tình với ý kiến nào sau đây? A. Người tự chủ luôn hành động theo ý mình. B. Có thái độ ôn hòa, từ tốn trong giao tiếp. D. Nóng nảy vội vàng trong mọi hành động. D. Không kiềm chế bản thân khi xảy ra sự việc trái ý mình. Như vậy là trong trường hợp này chúng ta sẽ đồng ý với ý kiến B. Có thái độ ôn hòa, từ tốn trong giao tiếp. Đây chính là biểu hiện của một con người có tính tự chủ. Biểu hiện nào sau đây là không yêu chuộng hòa bình? Đó chính là đáp án. Sau khi chúng ta đọc 4 đáp án mà chúng ta sẽ chọn là đáp án ha. Chính là đáp án D. Luôn dùng vũ lực để khiêu chiến, đây là một biểu hiện của việc không yêu chuộng hòa bình. Em tán thành ý kiến nào sau đây? Không có kế hoạch phấn đấu rèn luyện cho bản thân, bị cám dỗ bởi nhu cầu tầm thường, dễ làm khó bỏ, luôn khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Chúng ta sẽ tán thành ý kiến D. Hãy nêu những thành tựu của Việt Nam có sự hợp tác quốc tế nào. Chúng ta suy nghĩ và cô sẽ giới thiệu lại với các em một số những thành tựu Việt Nam có sự hợp tác quốc tế, ví dụ như là hầm Hải Vân, công trình thủy điện Hòa Bình,
Cầu Mỹ Thuận hay là Bệnh viện Pháp Việt ở Hà Nội? Hãy kể bốn trò chơi dân gian. Chúng ta quan sát coi nào. À, chúng ta có thể trả lời được đây là trò chơi ô ăn quan, trồng rắn lên mây, chơi trốn tìm và trò chơi kéo co. Đây là những cái trò chơi dân gian. À, hãy phân biệt cái việc làm sau đây, việc làm lao là phát huy dân chủ, thiếu dân chủ, thể hiện kỷ luật, thiếu kỷ luật. Học sinh đi học đúng giờ đó chính là thiếu kỷ luật. Nhân dân tham gia bầu cử hội đồng nhân dân xã là dân chủ. Học sinh bỏ học trốn tiết, thiếu kỷ luật. Công nhân kiến nghị với ban giám đốc nhà máy về việc cải thiện điều kiện lao động, đó chính là dân chủ. Công nhân không thực hiện đúng nội quy an toàn lao động khi sản xuất, đó chính là thiếu kỷ luật. Cán bộ công nhân viên nhà nước trước khi vào cơ quan phải tắt máy, xuống xe dắt bộ theo quy định, đó chính là hành vi thể hiện tính kỷ luật. Chúng ta hãy nối cột A với cột B sao cho hợp lý. Cột A là các hành vi và cột B là các phẩm chất đạo đức. Giao lưu với học sinh nước ngoài đó là thể hiện phẩm chất đạo đức gì? Tình hữu nghị. Biết lắng nghe người khác đó chính là lòng yêu hòa bình. Giải quyết công việc vì lợi ích chung, đây chính là phẩm chất chí công vô tư. Bị cám dỗ bởi những cái nhu cầu, những cái ham muốn, đó là do con người chúng ta thiếu tính tự chủ. Học sinh trốn học đi chơi điện tử là biểu hiện của vi phạm kỷ luật. Chúng ta hãy điền tên bổn phận đạo đức vào ô trống sao cho phù hợp với các nội dung và ý nghĩa. Thì thông qua cái bài tập này chúng ta có thể là ôn tập lại cái phần lý thuyết của mình ha. Tạo điều kiện cho các nước, các dân tộc cùng phát triển hợp tác về mọi mặt, tạo sự hiểu biết lẫn nhau. Đây chính là phẩm chất tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Bổn phận đạo đức đem lại cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc là điều kiện để xã hội phát triển và là khát vọng của nhân loại, đó chính là bảo vệ hòa bình, giúp con người vượt qua những ràng buộc của hoàn cảnh, rút ngắn thời gian để đạt được mục đích, tạo nên những kỳ tích vẻ vang, là năng động sáng tạo, góp phần tích cực vào sự phát triển của mỗi dân tộc, mỗi cá nhân, giữ gìn bản sắc dân tộc, là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cá nhân, gia đình và cộng đồng, đó chính là cách làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả. Điều gì sẽ đảm bảo cho dân chủ được thực hiện hiệu quả, có hiệu quả, đó chính là tính kỷ luật. Và điều gì sẽ giúp cho chúng ta phát huy được sự đóng góp của mình vào công việc chung, đó chính là dân chủ. Chúng ta sẽ tự cái trò chơi tiếp theo, đó là nhà tư vấn xem ai tài nhất. Thông qua việc chúng ta sẽ xử lý một số các tình huống ha. Tình huống thứ nhất, chủ nhật thằng mẹ được mẹ cho đi chơi phố qua các cửa hiệu có nhiều quần áo đúng mốt, bộ nào hàng cũng thích. Em đòi mẹ mua hết bộ này đến bộ khác, làm mẹ bực mình buổi đi chơi vì thế mất vui. Chúng ta có nhận xét gì về việc làm của Hằng và là em sẽ khuyên Hằng như thế nào? Vì trong tình huống này chúng ta thấy rằng bạn Hằng của chúng ta là người không làm chủ được bản thân, không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, và chúng ta cần phải khuyên Hằng là phải biết tự chủ bản thân, nếu thích thì chỉ mua một bộ và biết quan tâm đến thái độ của người khác. Có nghĩa là đây là một buổi dạo phố chứ không phải là một buổi mua sắm, cho nên là Hằng đừng để cái gì cái sở thích cá nhân của mình mà làm mẹ mất vui. Tình huống số 2, An thường tâm sự với các bạn, nói đến truyền thống của dân tộc Việt Nam mình cảm thấy mặc cảm thế nào ấy. So với thế giới, nước mình còn lạc hậu lắm. Ngoài truyền thống đánh giặc ra, dân tộc ta còn có truyền thống nào đáng tự hào đâu. Suy nghĩ của anh đúng không? Và em sẽ nói gì với em? Vậy theo các em thì suy nghĩ của bạn anh có đúng không? À, suy nghĩ của bạn anh ở đây là không đúng. Bởi vì dân tộc ta còn rất nhiều truyền thống đáng tự hào, bởi vì chúng ta có bề dày nghìn năm văn hiến. Ngoài ra truyền thống đánh giặc ra thì chúng ta còn có những truyền thống về đạo đức, về văn hóa, về lao động sản xuất. Và là thế hệ đi sau thì chúng ta phải tìm hiểu, trân trọng, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc bằng cách học tập tốt, tích cực tham gia vào các hoạt động chính trị xã hội. Mối số 3. Theo em, cho bạn chép bài hay chỉ bài cho bạn trong khi làm bài kiểm tra có phải là sự hợp tác cùng phát triển không thì sao? À, chúng ta thấy rằng tình huống này là chúng ta rất thường hay bắt gặp trong tuổi học sinh của chúng ta, thì chúng ta phải xem coi là cái tình huống này có phải là hợp tác cùng phát triển không.
Đây không phải là hành động hợp tác cùng phát triển, vì giúp đỡ bạn làm bài là một hình thức hợp tác, nhưng ở đây không làm cho đôi bên cùng phát triển mà ngược lại rất có hại. Bởi vì quay cóp sẽ làm cho học sinh mất đi tính tự lập, không chịu nỗ lực và vi phạm cái kỷ luật của nhà trường. Tình huống số 4. Trong giờ học môn mỹ thuật, Nam thường đem bài toán hoặc tiếng Anh ra làm. Ngồi trong lớp, Thắng thường chú ý nghe thầy cô giáo giảng bài. Khi có điều gì không hiểu là Thắng mạnh dạn hỏi ngay. Và khi về nhà thì Thắng vận dụng những điều đã học vào cuộc sống. Em sẽ học theo cách học của bạn nào và vì sao? Chúng ta sẽ học theo cách học của bạn nào các em? Chúng ta sẽ học theo cách học của bạn Thắng, bởi vì cách học của bạn Thắng là cách học thể hiện cách làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả. Trong giờ học hôm nay mà chúng ta học bài của một khác như cách học của bạn Nam thì là một cách học không có hiệu quả, bởi vì chúng ta sẽ không hiểu được cái bài mà môn mà thầy cô đang giảng, và cái việc mà chúng ta sẽ bị phân tâm chú ý thì chúng ta mang cái môn khác ra học, nó sẽ không đạt được hiệu quả chất lượng cho cái bài học của đó của cái môn mà chúng ta học trái môn, và như vậy là cách làm thì nó không hiệu quả. Còn đối với cách học của bạn Thắng, ví dụ trên lớp chúng ta chú ý nghe giảng, khi có điều gì chúng ta không biết mạnh dạn chúng ta hỏi ngay, thì đó là chúng ta sẽ khắc sâu được kiến thức hơn, và việc học phải đi đôi với hành, cho nên là khi chúng ta học được những kiến thức đã học thì chúng ta có thể vận dụng vào cuộc sống để đánh giá kiểm tra lại cái phần lý thuyết của mình đã học, nó áp dụng vào thực tế thì nó sẽ như thế nào. Tình huống số 5. Hôm nay đến phiên Tùng và Lâm trực nhật. Tùng đến sớm, vừa làm vừa chơi, lại không đem theo khẩu trang chống bụi, không vẩy nước trước khi quét. Lâm đến sau thấy vậy bảo Tùng làm chậm thế. Sau đó cậu ta lấy chổi quét rất nhanh, bụi bay tứ tung, rác quét còn sót nhiều, dễ lau thì nhặt không sạch, bảng thì rất lem nhem. Vậy em tán thành với cách trực nhật của bạn nào? Nếu em trực nhật thì em sẽ làm theo cách nào? Vậy là cả hai cách làm của hai bạn này đều không có hiệu quả. Bởi vì bạn Lâm thì không đảm bảo về việc bảo vệ sức khỏe của mình khi quét lớp mà chúng ta không đeo khẩu trang. Và do là lớp bụi thì chúng ta phải vẩy nước trước khi quét. Còn cách làm của bạn Tùng thì nhìn thì có vẻ rất là nhanh, nhưng mà lại không có hiệu quả. Bởi vì làm rất là ẩu, bụi bay tứ tung là chúng ta hít vào nè. Quét lớp mà rác còn sót nhiều, vậy là bạn giặt không sạch. Nếu như là em sẽ nhật thì em sẽ làm như thế nào? Đầu tiên là chúng ta phải quét lớp và chúng ta phải đeo khẩu trang để chống bụi. Thứ hai là nếu như mà lớp bụi nhiều quá thì chúng ta có thể vẩy nước để chúng ta quét cho đỡ bụi. Quét từ tốn, sạch sẽ và dễ lau bảng và nhặt sạch để khi chúng ta lau bảng. Thứ nhất là nó sạch. Thứ hai là thầy cô viết bảng thì bài sẽ nhìn rõ hơn. Một tình huống tiếp theo là cuối năm học, Dũng bàn muốn ôn thi đỡ vất vả cần chia ra mỗi người làm đáp án một môn rồi mang đến trao đổi với nhau. Làm như vậy khi cô giáo kiểm tra thì ai cũng có đủ đáp án. Nghe vậy nhiều bạn khen đó là cách làm hay, vừa năng suất vừa có chất lượng và nhàn thân, thì các em có tán thành với cách làm đó không và giải thích cho cô vì sao? Chúng ta thấy rằng chúng ta không nên tán thành cách làm của bạn Dũng. Bởi vì sao? Thứ nhất là việc làm của Dũng tưởng như tiết kiệm thời gian, làm việc có hiệu quả, có năng suất, nhưng thực ra không năng suất. Bởi vì mỗi người chỉ làm được một đáp án, cho nên đây không phải là việc làm có năng suất. Và đó là việc làm xấu, biểu hiện một sự đối phó, dối trá với cô giáo. Vì khi chúng ta nhiều người làm, chúng ta sẽ có nhiều đáp án, thì chúng ta có thể sự so sánh xem là đáp án của ai là đúng và chính xác hơn. Và mục đích của cô giáo yêu cầu mỗi người tự làm đáp án từng môn nhằm để cho người đó tự học. Và người làm đáp án thì sẽ thuộc và hiểu rõ cái bài đó hơn. Là chúng ta, ví dụ chúng ta chia nhau ra, chúng ta ôn tập. Ví dụ ai giỏi môn sử thì làm đề sử, ai giỏi toán thì làm đề toán. Như vậy rõ ràng là những bạn mà ôn tập cái môn của mình thì nó sẽ hiểu rõ bài hơn là những bạn mà chúng ta không ôn tập, chúng ta chỉ lấy với họ. Thì cái hiệu quả ôn tập của chúng ta nó sẽ không cao. Nam là một học sinh giỏi của lớp 9A. Bạn ấy không chỉ là kế toán của lớp, của trường mà còn học rất giỏi các môn văn hóa khác.
nhà nghèo không có tiền mua sách vở nên Nam đã lên thư viện trường mua sách mượn anh chị lớp trên. Lúc nào đọc xong là Nam trả ngay vì là Nam thật thà hay giúp đỡ các bạn nên ai cũng quý. Những lúc rảnh rỗi thì Nam thường giúp bố mẹ rất nhiều việc, từ gánh nước, giặt củi đến nấu ăn quét nhà trong em. Việc gì Nam cũng làm rất tốt, Nam đã trở thành tấm gương sáng cho mỗi chúng tôi noi theo. Các em hãy cho con biết là những chi tiết gạch chân thể hiện bổn phận đạo đức đã học nào trong câu chuyện. Và là học sinh sẽ làm gì để rèn luyện các phẩm chất đạo đức đó? Đó là những phẩm chất kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những chi tiết gạch chân màu đỏ, năng động sáng tạo, chi tiết gạch chân màu xanh và làm việc có năng suất chịch thượng có hiệu quả, chi tiết gạch chân màu xám. Học sinh chúng ta sẽ rèn luyện các phẩm chất đó như là học tập và rèn luyện ý thức kỷ luật tốt, tìm tòi sáng tạo trong công việc, trong học tập có lối sống lành mạnh, vượt qua những khó khăn, tránh xa khỏi tệ nạn xã hội, rèn luyện tính siêng năng, cần cù chăm chỉ, biết vượt qua khó khăn thử thách, tìm ra cách học tốt nhất, khoa học nhất để đạt được mục đích, luôn có ý thức vươn lên trong học tập, kế thừa và giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Trên đây là cô đã thống kê lại một số những cái nội dung mà định hướng cho chúng ta một số cái phần trắc nghiệm cũng như là phần cái bài tập tình huống để chúng ta có thể ôn lại các cái kiến thức mà chúng ta đã học. Chúc các em thi tốt.